Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một bất động sản hai mặt tiền đường Lê Cơ thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, vị trí gần với đại lộ Võ Văn Kiệt đang có nhu cầu bán. Bất động sản này với diện tích ngang 10.5, chiều dài 20m, tổng diện tích đất được công nhận trên sổ là 207m², đất thổ cư 100%. Và diện tích đất xây dựng là 162m², kết cấu trệt, lửng, hai lầu sân thượng. Diện tích sàn là 692m², hiện trạng thì đang cho thuê hợp đồng dài hạn. Sổ hồng cá nhân đứng tên, không thế chấp ngân hàng. Hướng chính là hướng Đông Bắc và bên hông là hướng Đông Nam. Và hiện tại giá gia chủ đang chào bán cho bất động sản này là 29 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72 158, số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị. Ngoài bất động sản này, hiện tại khu vực phường An Lạc, quận Bình Tân, em đang có rất là nhiều bất động sản khác. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về kênh. Xin cảm ơn cô chú rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.